3. Cho con sự vững chắc, mang niềm tin yêu từ trái tim lẫn mắt. Xa đứa con nhỏ khi nó còn tung tăng, và dành sự quan tâm mà kệ người xung quanh. Con biết ba với con mình xa, bao nhiêu khó khăn chịu đựng chỉ mình ba. Chỉ được gặp ba vào những ngày mùng một, dù tính con bột chột phải là thằng bon của ba. Phải tự đứng trên đôi chân này là điều ba dặn không được quên đi. Hình ảnh con cất không đem trưng bày, nhớ về kỷ niệm trong ký ức con lại lau mi. Hồi ấy có con nhỏ chưa hiểu thế nào gọi là sự chia ly, chỉ biết con tay và đứng vào một góc. Kết thúc phiên tòa ba bảo con đi đi, ba đã khóc sau khi con quay lưng. Cuộc sống vất vả làm tay chân, xuân hạ thu đông mà miệt mài, chỉ vì con nói con muốn chơi siêu nhân. Mỗi ngày chủ nhật ba đều lái xe chở con đi nhà thờ tụ thêm vào lúc 7 giờ sáng. Đưa phần ăn sáng và 5.000 con chi chở con về, cũng không quên mua thêm phần gà rán. Tuy không hoàn hảo ba vẫn cho, dù con thiếu thốn ba vẫn lo. Khi con muốn gì là được đó, cả lần nghịch dại đi chọc chó, chăm lo con tất cả không bao giờ nề hà. Điều hạnh phúc nhất là khi con trở về nhà, nhà con thiếu nốt ba phát hiện cho son. Mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này hiện hữu, không muốn con thiệt thòi ba đều dành cho con. Hai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Mọi thứ thay đổi cũng biết con đã lớn, trượt đường dài theo con đường đã trơn. Tự dụ bản thân rằng là mình phải lớn, nhưng phần nào trong đó làm con nít vẫn hơn. Lớn là mệt mỏi vì xã hội phân bô, kể từ lúc đó con đã biết hơn thua. Tranh giành chỗ đứng trong khi đứng ở chỗ cứng, mà con ngậm phải chế đắng thì con biết hơn chua. Cảm xúc lần nữa là vượt qua, bỏ qua mặt ta để tìm về những hồi ức. Chỉ mong sau này con lớn lên thêm một chút, đủ cái nhận thức để mà hiểu hết tình yêu này của ba. Lo được cho ba và cho má là điều con mong mỏi, dù có xa bao lâu vẫn không đổi. Điều con tự hào khi con nhớ gia đình, không quên ở trong đó luôn có vị trí của ba mình. Con đã biết yêu, con yêu người rất nhiều, dành cả tình cảm cho một người mình không quen. Xong rồi biết chiêu, sau đó con biết chiều, vấp ngã bao lần chuyển từ trắng vào trong đen. Có lần tuyệt vọng tưởng chừng như bỏ cô, bỏ cả thế giới lật lại để bỏ bồ. Sống theo ý thích với tư tưởng tự do, ba bảo muốn thế thì con phải tự lo cho cuộc sống con trước. Thích nghi hoàn cảnh giống như là con nước, con cứ yên tâm vì ba ở đằng sau. Một trong những điều ba nói khi con bước, xã hội lợi ích phải có thì họ mới cho ta. Gia đình là nơi duy nhất lỗi lầm được cho qua. Lời tự sự nữa không phải lo xa, mà con phải thành công thật sớm để có thể lo cho ba.